Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn hai chiếc đồng hồ và đánh giá nhanh hai chiếc đồng hồ GMT mới của nhà Rolex. Đó chính là phiên bản Batman với cỗ máy mới và dây Jubilee. Thứ hai đó chính là phiên bản Pepsi mặt số thiên thạch. Năm 2018 và năm 2019 có thể nói là năm của GMT Master 2. Với sự ra đời của Root Beer, sự ra đời của Pepsi và năm nay lại là Batman thế hệ mới và Pepsi mặt số mới, Rolex đã đang thật sự là ưu ái cho GMT, mà tôi nghĩ là đang hơi thất sủng Submariner. Thì thôi, không lan man nhiều nữa, thì tôi sẽ đánh giá chiếc đồng hồ GMT Batman này đầu tiên các bạn nhé. Thì chiếc đồng hồ GMT Batman này, như các bạn đang thấy, ngoại hình thì có lẽ là tôi đã nhìn quá quen thuộc rồi nên là tôi không có quá nhiều cảm xúc. Tôi không có nhiều cảm xúc như là chiếc Pepsi này. Đó, chiếc Pepsi là một chiếc đồng hồ mà trong năm vừa qua tôi nhớ là tôi bán được 5 chiếc. Mà mỗi một chiếc đi qua thì đều để lại cho tôi những ký ức mà phải nói là không thể quên. Những chiếc đồng hồ Pepsi đầu tiên hay còn gọi là Pepsi Mark 1 đó, với cái vành bezel màu nhạt hơn, với cái Mark 2 có cái bezel đậm như thế này. Thì lại lan man quá về Pepsi rồi. Thôi quay lại với Batman. Batman ấy, thế hệ mới thì sử dụng cái cỗ máy 3285, nâng cấp thời lượng cót lên 70 tiếng. Một cái bộ dây mới là dây Jubilee. Cái cảm quan của tôi ấy, thì Batman nó phải khỏe mạnh. Nó là một vị kỵ sĩ bóng đêm. Batman là một kỵ sĩ bóng đêm. Thì dây Oyster đi với cả chiếc đồng hồ này mới thật sự là phù hợp. Tất nhiên là cái tên Batman ấy chỉ là một cái tên vui mà giới mộ đạo đặt cho chiếc đồng hồ này mà thôi, cho cái vành hai màu đen và xanh nước biển này thôi. Nhưng mà nó kiểu nó tạo thành một cái ám ảnh các bạn ạ. Dây Jubilee thì nó lịch lãm, nó trang trọng. Có lẽ là nó phù hợp với Pepsi hơn với cả chiếc Batman này. Hai chiếc đồng hồ này thì đều có cái giá retail, giá hãng là 8.800 franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên là nếu là tôi, tất nhiên là tôi đang nói là nếu là tôi nhá, với 8.800 franc Thụy Sĩ thì chắc chắn là tôi sẽ chọn Pepsi. Đó, kể cả là Batman có là mới ra đi nữa thì tôi vẫn chọn Pepsi. Nhưng mà vì năm nay ra Pepsi mới, mà các bạn có biết không, Pepsi thế hệ cũ tăng giá một cách điên cuồng, thậm chí là nó tăng hơn cả Hắc hiện tại bây giờ rồi các bạn ạ. Giá của một chiếc mới Pepsi như thời điểm ngày hôm nay tôi biết được 21 tháng 3 nó đã chạm mốc 15.500 USD cho một chiếc đồng hồ mới tinh các bạn ạ. Một cái mức giá điên cuồng mà tôi nghĩ là chỉ có Rolex mới có thể làm được đến như thế mà thôi. Tại sao chúng ta không mua một phiên bản mới? Bởi vì phiên bản mới không còn dây Oyster nữa rồi. Dây Jubilee thì tất nhiên là cũng có cái hay. Đó chính là đeo cái dây này ấy, thì rất là thoáng, rất là mát, rất là thoải mái. Tuy nhiên là độ bền so với thời gian thì nó sẽ không được như dây Oyster. Dây Oyster có lẽ là bạn đeo 10 năm thì cái độ giãn dây nó cũng không có nhiều. Nhưng mà bạn đeo 10 năm với dây Jubilee này, mà với một chiếc đồng hồ Sport có cái củ, tức là có cái củ thân đồng hồ nặng như vậy, thì chỉ khoảng tầm 3-4 năm là chúng ta sẽ nhìn ra ngay cái kết quả thôi. Sau đây thì tôi sẽ đánh giá nhanh chiếc GMT Pepsi đỏ vàng trắng mặt số thiên thạch này các bạn nhé. Thì chiếc đồng hồ này, như các bạn đang thấy, có quá nhiều điểm đặc biệt và quá nhiều điểm quý giá. Với lớp vỏ bằng vàng trắng này, vành Cerachrome 2 màu Pepsi cũng rất là cuốn hút, thì mặt số thiên thạch lại là một cái điểm gì đó xa xỉ, được Rolex quá là ưu ái cho GMT.
theo một nguồn tin mà tôi được biết ý, thì cái mắt số thiên thạch lần đầu tiên được xuất hiện là trên chiếc Daytona. Sau đó thì chúng được ứng dụng nhiều hơn vào những chiếc Daydate. Và lần này tại Bazen 2019 thì Rolex lại một lần nữa ứng dụng mặt thiên thạch vào phiên bản GMT Master 2. Đây là lần đầu tiên mà Rolex sử dụng mặt thiên thạch cho bộ sưu tập GMT này các bạn ạ. Giá hãng của chiếc đồng hồ này thì tôi nhớ không nhầm là khoảng tầm 35-36 nghìn franc Thụy Sĩ. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng một mức giá tôi nghĩ là hợp lý. Phải nói là hợp lý so với một phiên bản thép đi. Tôi nói với một phiên bản thép giá hãng chỉ 8.800 USD thôi. À sorry, xin lỗi các bạn, giá hãng chỉ 8.800 franc Thụy Sĩ thôi. Nhưng mà giá ở ngoài thị trường chợ đen ấy thì nó dao động vào khoảng tầm 15-16 nghìn USD. Mà các bạn yên tâm, với những phiên bản mà vỏ vàng trắng thì cái giá mà premium cho nó nếu có thì sẽ không quá cao giống như những phiên bản thép đâu, các bạn yên tâm. Đây là một cái chiếc đồng hồ mà tôi Gia Bảo Luxury sẽ cố gắng đưa về trong năm 2019. Đây sẽ là mục tiêu của chúng tôi, sẽ đưa về và review trên tay trực tiếp chứ không phải là đánh giá nhanh như thế này các bạn ạ. Mặt số khi nhìn ấy, đấy các bạn có thể thấy nó lấp lánh đó. Tuy nhiên là qua cái lăng kính của máy ảnh ấy, thì nó không giống như là tôi nhìn thực tế đâu. Nhìn thực tế nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Chứ còn nhìn qua lăng kính máy ảnh thì nhìn mặt thiên thạch thì trông như bê tông ấy. Các bạn, nếu như các bạn được lựa chọn một trong hai mặt số màu xanh và mặt số thiên thạch thì các bạn sẽ lựa chọn mặt số nào? Hãy comment ở phía bên dưới để cho chúng tôi biết các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.